Đây nhá, em quay cho chị, đây em gọi xe lên luôn ở đây này. Anh em nhờ tí. Quay cho chị nhìn thực tế xong bắt đầu giao cho chị là yên tâm. Đây nha chị nha. Đây. Đây cặp này nha. Cao 1m42 là chưa tính đế. Cái tí nữa thì em sẽ bỏ thêm một cặp đế gỗ lên nữa thì lên anh xe anh sẽ kê cho chị nhá. Đây là mặt trước này. Mặt sau này. Độ dày này. Chị có cần em ký lên bình cho chị không? Đây là mặt sau này. Mặt sau là hoa sen này. Đấy. Ok chị nhá. Để em cho xe chở luôn cho chị đây. Vâng, cảm ơn chị nhá. Chào chị ạ. Chân của nó đâu em ơi?
với những ngân hàng ở gần thì bên mình sẽ vận chuyển bằng xe máy nhé, xe máy cho khách hàng. Cái ưu điểm của vận chuyển bằng xe máy là sẽ vào được tận nhà tận ngõ, ví dụ với những không gian mà ngõ đường chật hẹp không có ô tô được thì xe máy sẽ làm được việc này rất là tốt, chở vào tận nhà cho mọi người. Chàng rất là cẩn thận, nên mọi người yên tâm nhé, còn một lớp dưới nhé, một lớp thứ bóng. Đây là cửa hàng ở dưới Bát Tràng nhé. Mọi người có dịp có thể kính mời mọi người về cửa hàng ở Bát Tràng xem sản phẩm. Ba đồng cộng bay 100 đồng.